Bạn đoán xem, bài hát Baby Shark và cơ bụng 6 múi thì có điểm gì chung? Câu trả lời là cả hai sắp bước vào cuộc sống của bạn và trở thành thói quen tốt sau khi bạn xem video này. Tôi luôn coi mình là một người biết tường tận khi tập thể hình, nhưng những bài hát gây nghiện của trẻ em thì sao? Không phải loại nhạc yêu thích để tôi tập luyện. Vì vậy, hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến mức nào khi bắt gặp trên Internet thử thách kết hợp thể dục và một giai điệu hấp dẫn về một con cá mập con và gia đình của nó. Tất cả mọi người, từ các vận động viên thể dục dụng cụ đến các vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp, bắt đầu tập luyện cơ bụng của họ cùng với tai nghe. Nghiêm túc thì, một khi bạn nghe nó, bài hát sẽ không rời khỏi đầu bạn. Chà, và nếu như nó đã mắc kẹt trong não, thì bạn cũng có thể tạo ra thứ gì đó từ nó. Nhưng việc này có thực sự hiệu quả hay tất cả chỉ là phong trào? Các động tác trông khá dễ dàng và những người thực hiện nó chẳng có vẻ gì là họ đang nỗ lực tập luyện. Đối với tôi, một người đã cố gắng tìm mọi cách để thu gọn phần bụng, những video này trông như một trò đùa ấy. Ý tôi là một chàng trai thể hình khỏe mạnh và tôi tập thể dục vài lần một tuần, nhưng tôi không bao giờ có được 6 múi mà tôi mơ ước. Tôi thấy những người đàn ông trưởng thành đấu tranh để có nó, vì vậy tôi phải tự mình cố gắng thôi. Đây là những điều tôi đã làm trong 30 ngày tiếp theo. Bạn bắt đầu bằng cách nằm ngửa, đừng quên bật đúng nhạc. Bạn phải biết phải mở bài gì rồi đấy. Bạn cũng có thể cần một tấm thảm tập thể dục, xương sống của bạn sẽ cảm ơn nó. Bây giờ nâng thân và chân lên để cơ thể bạn tạo thành hình chiếc thuyền. Giơ hai tay ra trước mặt và bắt đầu tập luyện theo những lời đầu tiên của bài hát. Hãy bắt đầu với bài tập cắt kéo. Cố định hai tay lơ lửng trên đầu gối. Hãy nhớ rằng cơ bụng của bạn sẽ được hoạt động mạnh mẽ để giữ cơ thể bạn trong hình dáng chiếc thuyền đó. Trải hai chân ra xa nhau, sau đó đưa lại gần. Đừng thực hiện quá nhanh, hãy kiểm soát từng động tác để giữ cho chân bạn ổn định trên không. Đó là câu hát đầu tiên về Baby Shark. Động tác tiếp theo là nâng chân xen kẽ. Giữ cơ bụng của bạn siết thật chặt, cánh tay và chân nhấc lên. Lưng dưới của bạn được đặt vững chắc trên mặt đất. Sau đó, nâng một chân lên cao, chân kia hạ xuống. Nhớ đừng để chân chạm đất nếu như bạn thực sự muốn tập cơ bụng. Cố gắng với tay lên cao nhất có thể, mục tiêu là ngón chân đang giơ lên. Thực hiện xen kẽ các bên khi nhạc đi qua câu hát thứ hai về Mommy Shark. Ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, lần này bạn sẽ nâng cả hai chân lên cao, tạo cơ thể thành chữ V, giơ thẳng hai cánh tay về phía ngón chân. Nâng cao hai chân là một bài tập hiệu quả để cơ bụng dưới và làm cho hông cùng với lưng dưới của bạn linh hoạt hơn. Thực hiện động tác cho đến hết câu hát thứ ba về Daddy Shark. Bài tập tiếp theo là nâng cao gối xen kẽ. Bạn gập một chân và đưa đầu gối về phía ngực. Sau đó đổi chân và làm tương tự với những lần tiếp theo. Một điều quan trọng bạn phải luôn nhớ, giữ chân và phần lưng trên của bạn khỏi mặt đất. Đây là động tác cho câu hát thứ tư về Grandma Shark. Khi đến câu thứ năm về Grandpa Shark, bạn sẽ nâng cả hai đầu gối về phía ngực. Hãy kiểm soát hơi thở. Khi đầu gối hướng vào ngực, hãy thở ra và siết chặt cơ bụng. Nhớ rằng luôn giữ thẳng lưng và thân trên ổn định. Bài tập này cũng giúp cải thiện tư thế đi đứng của bạn. Bây giờ cả gia đình sẽ đi săn trong câu hát thứ 6. Lúc này bạn sẽ trở về tư thế ban đầu, hình thuyền, cánh tay duỗi thẳng ra trước mặt. Từ đó đá chân lên xuống giống như bạn đang vẫy nước tung tóe. Câu hát thứ 7 sẽ bắt đầu trước khi bạn nhận ra, và đó là thời gian để leo núi khi bạn chạy trốn khỏi gia đình cá mập. Chống thẳng tay xuống tấm thảm tập và bắt đầu chạy bộ trên mặt đất. Bạn đưa một đầu gối lên ngực, rồi đến đầu gối kia. Những người leo núi thực tế tập luyện toàn bộ cơ thể họ bằng cách vận động các nhóm cơ khác nhau. Sau đó, bạn phải chuyển trở lại tư thế chữ V. Cơ bụng của bạn sẽ như bị lửa đốt vào thời điểm này. Tin tôi đi, tôi biết. Vì tôi đã thực hiện thói quen này trong 30 ngày liên tục. Câu thứ 8, câu hát là một dạng động tác kết thúc. Tất cả những gì bạn làm là chuyển động như bạn đang lau mồ hôi trên trán.
cũng có thể bạn thực sự cần lau mồ hôi thật đấy. Hãy nhớ rằng chân của bạn phải luôn được giữ khỏi mặt đất. Trong câu thứ 9, bài hát sẽ cho bạn biết đến đây là hết. Và nó có nghĩa là bạn chỉ còn một động tác nữa. Hãy tưởng tượng như mình đang bơi ngửa trong hồ bơi. Bạn chỉ cần làm điều đó với bàn tay thả lỏng. Hey, tôi không phải là người tạo ra các quy tắc. Giữ cơ bụng của bạn hoạt động toàn bộ thời gian tập và đã đến lúc kết thúc buổi tập Baby Shark. Từ ngày 1, tôi đã thấy thực sự có lỗi với tất cả những người trong những video mà tôi đã xem và nghĩ họ làm cho vui. Thật khó để giữ hơi thở của mình và tôi đã muốn bỏ cuộc ngay từ câu thứ 3. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để vượt qua được. Mặc dù thành thật mà nói, đôi chân của tôi đã chạm đất rất nhiều lần. Ngày hôm sau là một ngày bão tố, cả cơ thể tôi đau nhức, còn cơ bụng ư, tôi thậm chí còn không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã cố gắng để giãn người trước khi bật giai điệu quen thuộc lên. Nó có giúp ích một chút, nhưng vẫn rất khó để có thể vượt qua cả 9 câu trong vài ngày tới, chỉ vì cơ bắp của tôi thực sự bốc cháy. Nhân tiện, nếu cơ bắp của bạn bị đau, nó chắc chắn sẽ đau. Đừng bỏ cuộc. Đó thực sự là một dấu hiệu tốt, miễn là không quá đau đớn. Nếu bạn cảm thấy đau nhức từ 24 đến 48 giờ sau khi tập luyện, điều đó có nghĩa là cơ bắp đang thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Giãn người sau khi tập luyện sẽ giúp máu lưu thông và bắt đầu quá trình hồi phục. Muối Epsom cũng sẽ giúp ích, vì vậy bạn có thể tự thưởng cho mình một bồn tắm ấm áp với nó sau khi tập luyện. Tuy nhiên, nếu cơn đau cứ dai dẳng mà không hề thuyên giảm, có thể bạn nên đi kiểm tra. Và nếu bạn cảm thấy đau nhói ở khớp trong khi hoặc sau khi tập luyện, đó cũng là một dấu hiệu nguy hiểm. Cơ bụng 6 múi thì thật tuyệt vời, nhưng nó đâu đáng để bạn mạo hiểm sức khỏe của mình, phải không? Dù sao thì, trở lại kinh nghiệm tập luyện của tôi. Có thể nói tôi đã phải vật lộn suốt cả tuần đầu tiên, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Khi đã tập mỗi ngày, nó trở nên dễ dàng và càng lúc lại càng dễ hơn. Đến cuối tuần thứ 2, tôi bắt đầu tăng thêm các lần lặp lại để thúc đẩy sự tiến triển, và nó đã mang lại kết quả. Đối với tất cả những người đang hoài nghi kia, tôi có thể nói một điều, toàn bộ bí quyết đằng sau bài tập này là bạn phải thực hiện nó mà không nghỉ ngơi. Tay và chân của bạn luôn được giữ trên không, vì vậy bạn phải căng cơ bụng liên tục. Thời gian là bí quyết thành công thứ hai cho thói quen này. Bạn tận dụng tối đa thời gian cho mục đích của bạn. Đúng, toàn bộ bài tập chỉ chưa đầy 2 phút, nhưng mỗi giây bạn thực hiện đều có ích. Và khi bạn có thể lặp đi lặp lại một bài tập 10 hoặc 15 lần, bạn có thể áp dụng cường độ khác theo ý mình. Những gì đủ cho mọi người có thể chưa đủ cho bạn. Vì vậy, cho dù nó nghe có vẻ buồn cười, đây là một bài tập trọng tâm nghiêm túc có thể thay đổi cơ thể của bạn. Nếu bạn kiên trì thực hiện trọn vẹn bài tập mỗi ngày, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng vào cuối tháng. Đối với tôi nhìn thấy cơ bắp nhiều hơn trên bụng. Nhưng quan trọng hơn, tôi cảm thấy như lưng mình thẳng lên và tôi đã có nhiều sức chịu đựng hơn cho việc tập luyện thường xuyên như bây giờ. Cơ bụng 6 múi và cảm thấy tốt, tôi đã nói bài hát này đáng để nghe nhiều lần mỗi ngày mà. Thêm một lời khuyên cuối cùng trước khi tôi tập bài Baby Shark hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng cơ bụng được tạo ra từ nhà bếp. Một chế độ ăn kiêng hay tập luyện riêng lẻ có thể không biến giấc mơ thành sự thật, nhưng nếu bạn kết hợp cả hai, kết quả sẽ không thể phủ nhận. Vì vậy, hãy chọn ăn thực phẩm sạch và xem sự thay đổi trên cơ thể mình. Để giúp cơ bắp khỏe mạnh, hãy tiêu thụ nhiều protein trong chế độ ăn uống, thịt gà, thịt bò, gà tây, các loại đậu, các loại hạt và một số sản phẩm từ sữa như sữa chua sẽ giúp bạn rất nhiều đấy. Hey, nếu hôm nay bạn đã học được điều gì đó mới thì hãy like và chia sẻ video này với bạn bè nhé. Đây là một số video thú vị khác mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.